À, xin chào các bạn đối với cái ngành mà bán vật liệu xây dựng thì nó sẽ có một đặc điểm đó là sản phẩm rất là nhiều đòi hỏi chúng ta phải quản lý chặt chẽ cái số lượng nhập xuất và tồn kho đồng thời khách hàng hay mua nợ và trả nợ trong nhiều lần à, cho nên là chúng ta đòi hỏi phải quản lý được cái công nợ gối đầu của khách hàng à, thì hôm nay tin học đông phương sẽ chia sẻ cho các bạn một phần mềm để giúp cho các bạn làm điều đó một cách đơn giản và chính xác nhất à, và phần mềm viết theo phương châm đó là đơn giản dễ sử dụng những cô chú lớn tuổi chưa biết sử dụng máy tính thì vẫn có thể sử dụng được phần mềm này à, sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu các chức năng của phần mềm này nha đầu tiên thì chúng ta có phần danh mục để chúng ta quản lý danh mục hàng hóa danh mục khách hàng và danh mục nhà cung cấp mình kích vào danh mục hàng hóa thì trong đây chúng ta sẽ khai báo những cái sản phẩm mà chúng ta có trong cửa hàng ví dụ như ở đây mình khai báo một vài sản phẩm nếu muốn thêm các bạn kích vào dấu mũi tên để thêm giả sử ở đây mình thêm một cái sản phẩm nữa như là xi măng À, đơn vị tính là bao, ví dụ như đơn giá lễ là 80.000 Ví dụ như thế và giá vốn thì cho 50.000 ví dụ như thế đó, Ví dụ như tồn đầu 100 bao thì chúng ta gọi trăm bao vào đây Chúng ta có thể thêm tên hàng trước ở đây cũng được Hoặc là à, nếu chúng ta không có thời gian thêm thì lúc bán hàng chúng ta vừa bán vừa thêm tên hàng mới cũng được, không sao Tiếp theo đó là danh mục khách hàng Thì khi mà chúng ta bán hàng những khách hàng là mới thì nó sẽ tự động nó thêm vào danh sách tên hàng cho chúng ta Tương tự với danh mục nhà cung cấp cũng vậy ha rồi bây giờ chúng ta sẽ tới phần chính đó là phần bán hàng và nhập hàng thì thật ra bán hàng và nhập hàng thì thao tác nó giống nhau thôi cho nên là mình để mua một cái cho các bạn xem thôi ha mình sẽ vào bán hàng giả sử mình bán hàng để bán hàng được thì mình sẽ chọn tên khách hàng thì mình sẽ kích vào bên cái góc phải này kích vào thì nó sẽ hiện thị những cái tên khách hàng mà chúng ta đã thêm trước đó à, bây giờ ví dụ như mình bán lại một khách hàng cũ thì chúng ta sẽ gõ từ khóa để chúng ta tìm theo tên ví dụ như ở đây mình tìm anh hồng chỉ gõ từ hông này được rồi cứ đắp vào cái tên hông này là được đó thì những khách hàng nào mà có công nợ thì nó sẽ hiện được cũ đây cho mình trong trường hợp mà mình bán cho một khách hàng mới thì mình cũng kích vào đây và mình thêm cái tên khách hàng mới ở đây ví dụ như mình bán hàng cho anh Phương nhập anh Phương vào và chúng ta nhập số điện thoại địa chỉ ở đây điện thoại địa chỉ không nhập cũng được sau đó mình bấm thêm mới thì sau khi mình xuất hóa đơn đầu tiên á, thì cái tên anh Phương này sẽ tự động lưu vào cái danh sách khách hàng luôn mà mình không cần phải vào danh sách khách hàng để mình khai báo trước rất là tiện lợi ha À, trong ví dụ này thì mình sẽ lấy ví dụ là bán cho một khách cũ đi, mình kích vào đây. À, mình giả sử như bán cho anh Kiệt thì mình nhập từ khóa liên quan là Kiệt. Sau đó ra kết quả mình kích đúp vào đây là xong. Thì khi mình chọn khách cũ, đó, nếu có công nợ thì nó sẽ hiện nợ cũ ở đây cho mình. Trong trường hợp mà chúng ta bán hàng cho khách vãng lai like, trả tiền liền không có công nợ thì các bạn kích vào chỗ đây các bạn chọn khách lẻ là được. Hoặc là các bạn không cần thiết phải chọn tên khách hàng ở đây luôn cũng được thì phần mềm nó sẽ tự động hiểu là khách lẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm ít phím F2 trong bàn phím hoặc là bấm vào nút tạo phiếu ở đây để chúng ta đưa sản phẩm ra. Thì ở đây là danh sách sản phẩm mà chúng ta đã thêm trước. Bây giờ chúng ta muốn bán một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta chỉ cần gõ từ khóa liên quan thì nó sẽ hiện ra kết quả. Ví dụ như ở đây mình bán đá 0.5 thì gõ 0.5, đá 0.5. Thì nó ra kết quả thì chúng ta kích đúp vào đây để cho chúng ta chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập số lượng vào đây. Ví dụ như mình bán hai khối. Đơn giá thì đơn giá đây nó sẽ mặc định. À, chúng ta đã cả cài đặt sẵn Còn ví dụ như chúng ta không muốn bán giá này mà chúng ta bán một cái giá khác ví dụ như là khách này quen rồi chúng ta bán giá rẻ hơn là 150 ngàn thì chúng ta có thể sửa lại đơn giá ở đây à, thì phần mềm nó sẽ có phần giá gần đây là có nghĩa là nó nhớ cái giá lần trước chúng ta bán cho anh Kiệt này bán đá 0.5 cho anh Kiệt 156 ngàn nếu như chúng ta muốn bán lại cái giá này thì chúng ta kích chuột vào đây đó thì nó sẽ lấy 156 ngàn thì trong trường hợp này bán 150 thôi mà sửa cái giá lại ở đây sẽ đã bấm vào nút thêm hoặc là bấm phím F1 trên bàn phím Thì cái tên hàng này nó sẽ được thêm vào màn hình cho chúng ta Tương tự như vậy chúng ta cũng thêm à, Sản phẩm tương tự Ví dụ như ở đây mình bán xi măng đi gõ chữ xi măng vào Cúp kích, kích vào đây, ví dụ như mình bán 5, 5 bao à, Thì ở đây nó sẽ có số lượng tồn cho chúng ta, chúng ta chọn sản phẩm nào thì nó sẽ hiện số lượng tồn cho chúng ta biết được là Sản phẩm đó còn đồng kho hay không Rồi bấm thêm Đó ví dụ như thế Hoặc là chúng ta có thể thêm một cái sản phẩm à, Mới Tại trực tiếp ở màn hình bán hàng này luôn cũng được. Ví dụ như ở đây chúng ta thêm một cái loại xi măng nữa là xi măng Hà Tiên đi, ví dụ như thế. À, đơn à, số lượng ví dụ bán 5 bao. Số lượng là đơn giá là 75 ngàn chúng ta nhập vào đây. Sau đó à, các bạn bấm nút thêm. Thì đối với sản phẩm mới á, thì nó sẽ hỏi chúng ta là tên này chưa có trong danh mục có muốn thêm hay không chúng ta bấm ok và chúng ta nhập à, đơn vị tính vào là bao, bấm ok là được rồi thì cái tên xi măng hà tiên này nó sẽ thêm vào danh mục cho chúng ta điều đó rất là tiện lợi vì một số phần mềm trên thị trường thì nó bắt chúng ta là phải khai báo tên đơn vị tính và đơn giá trước rồi nó mới cho chúng ta bán như vậy thì chúng ta thêm một bước nữa thì nó sẽ mất rất là mất thời gian sau khi chúng ta thêm xong tên hàng thì chúng ta bấm nút thoát thì ở đây các bạn thấy là chúng ta có ba sản phẩm à, chúng ta kiểm tra kỹ lại ví dụ cho chúng ta muốn sửa gì đó thì cũng có thể là sửa trực tiếp đến đây cũng được Ví dụ như ở đây mình sửa số lượng 3, 2 thành 3 thì Chúng ta có trực tiếp số 3 ở đây Hoặc là các bạn có thể sửa lại đơn giá Ví dụ như ở đây là 70 ngàn Ví dụ khách quen lấy 70 ngàn thôi Đó. Sau khi chúng ta kiểm tra xong rồi Chúng ta ra phiếu cho khách bằng cách bấm F8 Hoặc là bấm vào nút thanh toán ở đây Thì cái phần này tổng cộng Tổng cộng là tổng của cái đơn hàng hiện tại và nợ cũ, nợ cũ đây là cái nợ mà khách gối đầu ở những đơn trước thì ở đây các bạn thấy là cái nợ cũ nó sẽ lấy cái số này. Tổng cộng thanh toán đó là nó lấy hai số này cộng lại, đó là 4.640.000. thì à, bây giờ chúng ta sẽ nhập cái số khách trả khi mua mà mua đơn này. À, nếu mà khách không trả tiếp tục nợ thì chúng ta để số 0. Nếu trả đủ thì chúng ta bấm vào nút trả đủ. Có nghĩa là khách không còn nợ nữa, hoặc là khách có thể trả một ít ví dụ như trả trước 2 triệu. Mua đơn này và trả 2 triệu, thì chúng ta nhập vào 2 triệu. À, xong đâu đó hết rồi chúng ta có thể tùy chọn lưu không in hoặc là lưu và in giả sử ở đây mình sẽ lưu và in ra cái bill gửi cho khách bấm vào đây nếu như các bạn có máy in thì nó in ra giấy luôn ở đây mình không có máy in thì nó sẽ lưu thành file pdf ha bấm lưu lại rồi thì đây là cái uh, uh, phiếu hóa đơn mà chúng ta sẽ in cho khách uh, cái tiêu đề này chúng ta có thể sửa lại uh, theo uh, công ty của các bạn À, ngày tháng, số hóa đơn, ba à, sản phẩm. Và ở dưới đây nó sẽ cho chúng ta biết là tiền hàng của đơn này là bao nhiêu, nợ cũ, thanh toán của đơn này là 2 triệu, còn lại là 2 triệu 640 ngàn. Đó, rất rõ ràng. À, rồi, sau khi mà chúng ta bán hàng xong á, thì à, cái hóa đơn chúng ta lưu và in thì nó sẽ vào cái mục là hóa đơn gần đây chúng ta kích vào hóa đơn đây thì đây là những cái hóa đơn mà chúng ta đã bán thì ở đây chúng ta vừa bán một cái hóa đơn số 7 à, cho anh Kiệt Tổng tiền hàng là 1 triệu 200 ngàn, nợ cũ là 3 triệu 440, tổng cộng đã trả 2 triệu và còn nợ bao nhiêu đây. À, tương tự với những hóa đơn khác cũng thế, ha à, chúng ta kích hai cái vào trong cái dòng hóa đơn nào để chúng ta à, xem chi tiết à, sản phẩm của cái hóa đơn đó. Và chúng ta có những cái nút ở đây, chúng ta có thể xóa hóa đơn, sửa hóa đơn hoặc là in lại hóa đơn. Và có cái phần là xuất file. À, để chúng ta lựa chọn là xuất Excel hoặc là PDF. Trong trường hợp mà chúng ta bán hàng từ xa, chúng ta không có in ra giấy gửi cho khách, thì các bạn lưu không in và chúng ta vào đây để chúng ta xuất file Excel hoặc là PDF. Ví dụ như mình xuất Excel đi đó. Thì sẽ ra một file Excel này mình lưu lại và mình sẽ gửi cho khách qua Zalo hoặc là mail chẳng hạn. Đó. Rồi, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn là tạo một cái phiếu à, bán hàng. Ừ. Giả sử như bây giờ mình cũng chọn anh Kiệt. À, nhưng mà bây giờ không bán hàng nữa mà cái anh Kiệt này đem tiền tới trả nợ mà họ không mua hàng à, thì tương tự chúng ta cũng kích vào đây chúng ta chọn là tên anh Kiệt sau đó mình sẽ bấm vào nút trả nợ đây khi mình chọn tên thì nó sẽ hiện là cũ đây sau đó bấm trả nợ thì anh Kiệt ví dụ như à, đem trả nợ là một triệu đi chúng ta có một triệu vào đây đó. hoặc là ví dụ trả hết thì chúng ta bấm trả hết Nhìn nhà trả một triệu đó. rồi ghi chú ví dụ như là chuyển khoản chẳng hạn rồi chúng ta bấm trả nợ và các bạn có thể bấm lưu và in hoặc là lưu không in ví dụ như ở đây mình lưu và in một cái phiếu trả nợ để mình lưu lại sau này mình đối đối với khách hàng chẳng hạn Thì ở đây mình sẽ lưu lại đó thì đây là phiếu trả nợ ha nợ cũ thanh toán và còn lại rồi rồi trong trường hợp mà trả hàng thì như thế nào ví dụ như giả sử như anh anh Kiệt này anh mua cái sản phẩm của mình là năm bao xi măng Hà Tiên bây giờ dùng không hết thì chúng ta hỗ trợ sẽ là khách hàng trả hàng thì ở đây ví dụ như trả lại hai bao chẳng hạn thì cũng trong màn hình bán hàng luôn không ở đâu khác hết các bạn có chọn là anh kiệt sau đó mình cũng tạo phiếu mình cũng chọn là xi măng hà tiên hà tiên rồi kích đúp vào à, thì phần mềm nó sẽ gợi ý là lần trước mình bán cho anh kiệt là 70 thì mình kích vào đơn giá là 70 ok ha và số lượng ở đây mình sẽ nhập số âm ví dụ như trả là hai bao thì các bạn bấm là trừ hai sau đó mình bấm thêm như vậy thì cái xi măng hà tiên này là sẽ giảm trừ kho, à, sẽ nhập vào kho hai bao và đồng thời cũng giảm trừ công nợ cho khách là 140 ngàn. Sau đó các bạn bấm thanh toán. Thì các bạn thấy là nợ cũ của anh Kiệt là 1 triệu 640 ngàn. Tuy nhiên thì trừ cái đơn này do khách trả à, trả hàng cho nên là còn lại tổng thanh toán là 1, triệu rưỡi. đó Rồi chúng ta bấm lưu không in thôi. Thì cái hai, hai xi măng đó nó sẽ nhập vào kho và đồng thời nó sẽ trừ công nợ cho khách. Như vậy thì chúng ta thấy là việc tạo phiếu mới và trả nợ và trả hàng thì nó cũng đơn giản là làm cùng trên một màn hình bán hàng này. Cho nên các bạn thấy là rất là đơn giản và dễ thao tác. Như vậy thì vừa rồi phương đã demo cho các bạn là thao tác tạo hóa đơn bán hàng, trả nợ và trả hàng rất là đơn giản. Thao tác nhập hàng thì cũng vậy thôi, các bạn vào nhập hàng rồi sau đó chọn nhà cung cấp rồi mình cũng đưa cái sản phẩm vào nhưng mà trong trường hợp này mình mua của nhà cung cấp thì cái nợ này là mình nợ nhà cung cấp chứ không phải là khách hàng nợ mình nữa đó rồi bây giờ mình sẽ sau khi bán hàng xong thì chúng ta phải xem báo cáo như là báo cáo nhập xuất tồn kho xem từ kho hiện tại còn bao nhiêu hoặc là những ai đang nợ mình hoặc là doanh thu à, trong tháng là được bao nhiêu thì chúng ta nằm hết vào cái nút vào báo cáo đây à, chúng ta kích vào nút báo cáo thì bên trái nó là phần bán hàng bên phải nó là phần nhập hàng thì đầu tiên nó là hóa đơn bán hàng À, thì khi mà chúng ta bán nhiều hóa đơn á chúng ta vào trong cái hóa đơn bán hàng này chúng ta chọn thời gian ví dụ như mình chọn là từ ngày 1 tháng 11 đến hôm nay bấm ok thì nó sẽ hiện tất cả những cái hóa đơn mà chúng ta à, bán trong cái khoảng thời gian mà chúng ta chọn thì mình thấy được là từ đầu tháng đến nay mình bán được là 15 triệu tầng hàng sau đó và mình đã thu 9 triệu Ngoài ra chúng ta cũng có thể lọc theo khách hàng, giống như là ở đây mình muốn lọc ra những cái dòng hóa đơn của anh Kiệt thôi thì mình sẽ kích vào đây mình chọn anh kiệt đó thì nó sẽ lọc ra những cái hóa đơn của anh kiệt thôi và trong cái những cái hóa đơn này nó sẽ thể hiện rõ ràng đó là, là tiền hàng nợ cũ và à, tình hình trả nợ như thế nào ví dụ như ở đây giả sử hóa đơn số 4 này anh kiệt à, à, mua 3 triệu sáu trả một triệu của hai triệu sáu thì cái nợ cũ này nó sẽ tự động gói đầu lên cái hóa đơn, hóa đơn tiếp theo là hóa đơn số 5. đó và nó sẽ cộng với tiền hàng của hóa đơn số 5 và đã trả là không có trả thì suy ra còn nợ là 3 triệu tư thì cái 3 triệu tư này nó sẽ gói đầu lên hóa đơn tiếp theo đó cứ như vậy thì cái còn nợ của cái hóa đơn cuối cùng này là một triệu rưỡi có nghĩa là cái nợ của anh Kiệt này là một triệu rưỡi à, thông tin rõ ràng để chúng ta có một cái cái nhìn tổng quan thì ở đây nó sẽ hiện cho chúng ta là tổng tiền hàng là 5 triệu rưỡi đã thu là 4 triệu và còn nợ là một triệu rưỡi ở đây Cho chúng ta biết à, tiếp theo đó là báo cáo chi tiết bán hàng trong cái phần chi tiết bán hàng này thì nó sẽ thể hiện rõ ràng hơn. cũng ở đây mình sẽ chọn là từ đầu tháng bấm ok. thì trong chi tiết này nó sẽ hiển thị là khách hàng đó mua ngày giờ nào và mua những cái món gì luôn. và tương tự nó cũng sẽ có là tiền hàng, để cũ tổng cộng đã thu và còn lại. và chúng ta sẽ dễ dàng lọc theo một khách hàng nào đó. ví dụ như mình sẽ lọc ra cái hóa đơn của anh Kiệt. Anh Kiệt cứ đắp vào. đó. thì ở đây là À, khách hàng này đã mua năm hóa đơn và tình hình à, mua những cái sản phẩm này và tiền hàng tổng cộng đã thu còn lại và chúng ta có thể in cái trang này ra gửi cho khách để cho khách đối soát công nợ giống như là anh Kiệt này mua từ đầu tháng đến giờ và có những lần mua à, có trả nợ và có những lần mua là còn nợ như vậy thì cái lộ trình mua hàng và trả nợ này chúng ta có thể in ra phiếu A 4 hoặc là chúng ta có thể dễ dàng xuất file Excel hoặc là PDF ví dụ xuất file Excel này đi đó và chúng ta gửi cái file này sang cho anh Kiệt để đối chiếu với cái công nợ của anh Kiệt để xem thử có đúng hay chưa à, và cái phiếu này cũng giống như là một cái phiếu thông báo công nợ như vậy ha à, rồi thì cái bảng chi tiết bán hàng này thì chúng ta hay sử dụng để đối soát công nợ với khách hàng tiếp theo đó là báo cáo xuất kho lợi nhuận thì để chúng ta biết được là trong khoảng thời gian nào ở đó chúng ta bán được bao nhiêu những cái món gì và lợi nhuận bao nhiêu thì chúng ta kích à, chúng ta chọn cũng chọn từ ngày đến ngày sẽ đó bấm ok à, và nó sẽ thống kê cho chúng ta ví dụ như ở đây à, trong giai đoạn này chúng ta bán được xi măng Hà Tiên là ba bao tổng thanh tiền à, tiền vốn lợi nhuận thì tiền vốn mà chúng ta cài đặt bên danh mục hàng hóa thì nó sẽ à, tính được tiền vốn cho chúng ta ví dụ như ở đây à, sắt xi à, măng bán được 5 bao thành tiền là 400.000 tiền 4 hai rưỡi ra tiền lợi nhuận là 150.000 thì tổng hết à, chúng ta lợi nhuận được là à, từ ngày 1 à, tháng 11 đến ngày 4 tháng 11 là chúng ta lời được là 3 triệu800 3.000 từ bán và cũng trong bảng này thì chúng ta cũng có thể lọc theo từng khách hàng giống như ở đây mình muốn biết anh Kiệt đem lại cho mình bao nhiêu lợi nhuận anh Kiệt mua những cái món gì thì chúng ta lọc anh Kiệt thì nó ra đó đây là những sản phẩm mà anh chị đã mua tương ứng với số lượng và anh Kiệt đem lại cho mình là một triệu rưỡi tiền lợi nhuận đó ví dụ như thế rồi tiếp theo đó là báo cáo số nợ khách hàng thì khi mà chúng ta nhiều khách hàng mua thì nó sẽ gom lại cho chúng ta biết được là công nợ ai đang nợ mình số tiền bao nhiêu và tổng hiện tại ba người đang nợ mình là 6 triệu ba trăm tám ngàn đó và chúng ta cũng có thể xuất PDF hoặc là in A bốn chẳng hạn rồi à, phần nhập hàng thì cũng tương tự ha hóa đơn nhập hàng thì đây là những cái báo cáo liên quan tới cái phần mà chúng ta nhập hàng À, bên bán hàng là chúng ta có số sổ nợ khách hàng thì bên nhập hàng chúng ta có số nợ nhà cung cấp đó ví dụ như thế chúng ta đang chúng ta đang nợ ba nhà cung cấp này và tổng số tiền bao nhiêu đây hả rồi tiếp theo một phần quan trọng đó là quản lý kho để chúng ta biết được chúng ta nhập hàng xuất hàng số lượng bao nhiêu chúng ta vào quản lý kho trong quản lý kho nó có ba mục đó là tồn kho hiện tại Nhớ kích vào đây thì đây là cái à, số lượng đang tồn trong kho và những cái số lượng âm này lý do là chúng ta đã xuất nhưng mà chúng ta chưa nhập Vì phần mềm của chúng ta có cho xuất âm Nhiều phần mềm trên thị trường thì nó bắt chúng ta phải nhập hàng trước rồi mới xuất Nhưng mà đối với phần mềm này á Chúng ta chưa có thời gian để chúng ta nhập Thì phần mềm nó cũng vẫn cho chúng ta xuất bán Và sau đó chúng ta có thể kiểm kê và chúng ta nhập hàng vào sau Giả sử như xi măng Hà Tiên này Chúng ta xuất bán 3 bao Còn âm 3 Nhưng mà khi mà chúng ta đi kiểm kê thấy nó tồn 100 bao Thì các bạn có thể vào cái thao tác nhập hàng Hoặc là có thể điều chỉnh nhanh À, phần tồn kho tại cái bảng báo cáo tồn kho này cũng được bằng cách kích tiếp vào trong cái dòng này và chúng ta sẽ điều chỉnh thành cái số lượng thực tế ở đây ví dụ như một bao ở đây chúng ta bấm ok là xong như vậy là rất là nhanh mà chúng ta không cần phải làm thao tác nhập hàng tiếp theo đó là báo cáo quản lý kho bảng cân đối xuất nhập tồn Bảng cân đối xuất nhập tồn này để chúng ta xem tổng quan được đó là tồn đầu tổng tổng tồn đầu tổng nhập tổng xuất và tổng tồn cuối ở đây giả sử như mình chọn từ ngày 1 tháng 4, à, ngày 1 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11, à, sau đó chúng ta bấm OK hoặc là chúng ta bấm nút xem, thì các bạn thấy là nó sẽ thống kê được, ví dụ như xi măng Hà Tiên này, à, chúng ta nhập 103 bao, xuất 3 bao còn tuần cuối là 100 bao. giả sử như à, sản phẩm này chẳng hạn, bay ô tô nhỏ, à, tôm đầu là 0, nhập 12, xuất 1 là còn còn 11, đó. hoặc là ví dụ như chúng ta tìm à, cái sản phẩm là đá 0.5 0.5 lúc nãy chúng ta xuất đúng không? Đây, nhập 500, xuất 28 và còn tồn còn tồn là 472. Đó như vậy thì nó sẽ ra tổng quan cái bảng cân đối cho chúng ta. À, tiếp theo nữa đó là một cái à, thẻ kho. Thẻ này cũng rất quan trọng để chúng ta ra sót khi mà có mất mát vật tư. Ví dụ như ở đây mình sẽ à, tìm từ ngày chúng ta lọc ra từ ngày 1 đến ngày 4. Sản phẩm đó là ví dụ như là đá đi đã 0.5 bây giờ ta bấm xem thì các bạn thấy là nó sẽ lọc ra cho chúng ta những cái lần mà chúng ta nhập xuất ví dụ như ở đây ngày 4 tháng 11 lúc 18 giờ 40 à, hóa đơn nhập số 3 chúng ta nhập 200 từ nhà cung cấp đạt tiếp tục chúng ta nhập 300 nữa là 500 và đây là những lần xuất thì nó sẽ ghi rõ ràng từng phiếu và từng thời gian cho chúng ta ví dụ như một sản phẩm nào đó mất mát thì chúng ta có thể lấy cái thẻ kho này ra để chúng ta đối chiếu thì tổng nhập nó là 5 500 tổng xuất là 28 vì tồn là 472.000 thì nó trùng khớp với con số mà trong cái bảng cân đối nhập xuất tồn hồi nãy chúng ta xem ha à, thì đó là một số tính năng chính của phần mềm ngoài ra phần mềm nó cũng có cái phần là thu chi để chúng ta ghi chép những cái khoản thu và khoản chi ngoài cái phần mà chúng ta bán hàng à, ví dụ như ở đây trong ngày hôm nay chúng ta à, những khoản thu khác ví dụ như là À, chúng ta thu 300 ngàn à, tiền bán ve chai chẳng hạn, ví dụ như thế. Đấy, chúng ta bấm ghi. À, và ví dụ như hôm nay chúng ta chi 50 ngàn cho sửa à, sửa điện ví dụ như thế, chúng ta bấm ghi. Thì trong à, cuối tháng thì chúng ta vào báo cáo để chúng ta xem từ ngày đến ngày. Ví dụ như ở đây chúng ta xem từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 4 tháng 4 chúng à, ta bấm xem thì ở đây nó sẽ tính để cho chúng ta tổng tiền thu và tổng tiền chi trong tháng đó là bao nhiêu à, tiếp theo à, phần cuối cùng đó là à, ngồi phần bán hàng thì trong à, trong phần mềm nó cũng có một cái phần gọi là phần in báo giá giống như là khách à, họ yêu cầu một vài sản phẩm yêu cầu báo giá cho công ty của họ thì chúng ta cũng có thể à, dễ dàng in báo giá cũng trên màn hình bán hàng này ví dụ như bây giờ mình báo giá cho cái à, cái người này đi, đó. rồi mình cũng đưa sản phẩm ra, ví dụ như mình bán báo giá cho cái sản phẩm này hai ngàn, không à và sản phẩm này, đó, một vài sản phẩm. Sau đó mình sẽ bấm vào à, in báo giá, bấm uh, F1 hoặc là bấm vào nút này. Sau đó mình lưu và in báo giá, ví dụ lưu và in báo giá cho các bạn xem. đó thì đây là cái phiếu báo giá mà chúng ta sẽ gửi cho khách và để chúng ta xem lại những cái báo giá mà chúng ta đã xuất thì các bạn có thể bấm vào nút báo giá đây và chúng ta bấm xem báo giá và kích nút vào để chúng ta xem những cái những cái sản phẩm mà chúng ta báo giá và nếu như khách khách hàng ok cái cái đơn này thì chúng ta bấm vào nút xuất phiếu để chúng ta xuất hóa đơn cho khách và chúng ta cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa số lượng ở đây và chúng ta bấm thanh toán để ra đơn cho khách thì quay lại cái thao tác thanh toán bản hàng, ha và đó là một số tính năng chính của phần mềm mà Phương muốn giới thiệu đến các bạn. Ngoài ra phần mềm còn có những chức năng như là à, sao lưu đám mây. Ví dụ như máy chúng ta gặp sự cố thì phần mềm à, không bị mất và chúng ta có thể tải về máy khác để sử dụng. Hoặc là chúng ta có thể xem báo cáo online, à, báo cáo doanh thu, báo cáo xuất kho online qua điện thoại nếu mà chúng ta muốn quản lý từ xa. À, nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng hãy liên hệ với Phương qua số điện thoại bên dưới. À, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo